Chúng con cảm ơn cha trời thượng đế toàn năng cùng tất cả anh hùng chiến sĩ linh thiêng khắp nơi trên quả địa cầu đã hy sinh cho nhân loại chúng con được sống thêm đầy ý nghĩa. Và đương nhiên quý ngài sống lại bởi vì quý ngài là quyền năng của thế giới thiên loại. Quý ngài là cha trời thượng đế toàn năng Giêsu và tất cả anh hùng chiến sĩ linh thiêng chiến sĩ trọng vong khắp nơi trên quả địa cầu đã sống lại nhờ hồng ân của cha trời thượng đế toàn năng Giêsu và quý ngài đã hiện ra tại nơi đây trên nền trời. Hôm nay là 19 tháng 6 năm 2024 dương lịch, tưởng nhớ và mang ơn tất cả anh hùng chiến sĩ trận vong khắp nơi trên quả địa cầu. Và đương nhiên đứng hy sinh cao cả nhất đó chính là chiến sĩ cha trời thượng đế toàn năng. Ngài chính là cha trời thiên thượng Giêsu. Ngài đã hy sinh cho nhân loại chúng ta được sống thêm đầy ý nghĩa. Và hình ảnh này có cái nét cha trời thiên thượng Giêsu trên thập tự giá. Và cũng là nét khuôn mặt của tất cả anh hùng chiến sĩ linh thiêng khắp nơi trên quả địa cầu. Đồng bào nhìn kỹ thấy những chiếc nón và mắt mũi miệng bị thương đã hy sinh và giờ đây quý ngài đã sống lại. Hình ảnh này vô cùng quan trọng. Quan trọng và bực nhất về việc thượng đế toàn năng đã hy sinh cho nhân loại được sống thêm đầy ý nghĩa. Và đây là hình ảnh cha trời thượng đế toàn năng Giêsu đã vẽ khuôn mặt của ngài trên mây cũng trên nền trời thuộc thành phố này. Đồng bào nhân loại cần được biết và cần có hình ảnh của ngài để được ngài bảo vệ mọi nơi mọi lúc, cũng như cần có hình ảnh của anh hùng chiến sĩ linh thiêng. Và đặc biệt trong hình ảnh anh hùng chiến sĩ linh thiêng do chính cha trời thượng đế toàn năng cho tỏa hiện trên mây để nhắc nhở cho nhân loại được biết là phải cảm ơn tất cả anh hùng chiến sĩ trận vong khắp nơi trên quả địa cầu. Và trong hình ảnh khuôn mặt anh hùng chiến sĩ linh thiêng có nét cha trời thiên thượng Giêsu là thượng đế toàn năng đứng đã hy sinh cho tất cả nhân loại được sống thêm đầy ý nghĩa. Cha trời Giêsu trên thập tự giá, nhìn kỹ hình ảnh này ông bà thấy rất là rõ. Và đây phía bên đây là hình ảnh cha trời thượng đế toàn năng Giêsu. Ngài đã tỏa hiện ra, ngài phán bảo, ngài chính là thượng đế toàn năng, ngài là Chúa Giêsu. Ngài kêu gọi nhân loại, tất cả nhân loại chúng ta mau mắn ăn năn sám hối, nghe lời ngài giải bảo, học và thực hành đạo giải thoát trước khi tận thế. Đạo giải thoát do chính cha trời thượng đế toàn năng ra lệnh cho thánh gióng Di Lặc Phật Vương nhận lãnh để thông báo cho nhân loại cũng như hướng dẫn nhân loại về đạo giải thoát trước khi tận thế. Vì thế đồng bào nhân loại cần phải chấp hành, đừng có ù lì bê trễ nữa. Giờ đây chúng ta cùng nhau dâng lời cầu nguyện. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con lương thực và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con qua khỏi sự dữ. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phước lạ hơn mọi người nữ, và Chúa Giêsu con lòng bà cùng phước lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, kính xin Đức Mẹ dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho nhân loại chúng con mau mắn thật tâm ăn năn sám hối, nghe lời Hội đồng lãnh đạo Cứu Việt Nam và nhân loại hướng dẫn, học hỏi và chấp hành sấm lệnh mới nhất của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng Giê-xu ban cho khẩn cấp trước khi tận thế. Giê-xu Maria Giuse, xin nhận lời chúng con cầu xin. Amen. Chúng tôi cảm ơn tất cả anh hùng chiến sĩ trận vong linh thiêng khắp nơi trên mọi địa cầu đã hy sinh cho nhân loại chúng tôi được sống thêm đầy ý nghĩa. Chúng tôi, tất cả nhân loại, kính xin quý Ngài nhận đây lòng thành kính mãi mãi, vô cùng tận về sự hy sinh của tất cả quý Ngài. Và chúng tôi cảm ơn quý Ngài đã sống lại bởi hồng ân của Thượng Đế Toàn Năng, và quý Ngài đã đồng hành cùng Hội đồng Cứu Việt Nam và nhân loại theo lệnh của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng để bảo vệ và bổ sức, cũng như để cùng nhau phù trợ Thánh Gióng Di Lạc Phật Vương đại diện Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng làm việc giải đạo giải thoát trước khi tận thế. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con lương thực và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con qua khỏi sự dữ. Amen. Chúng con mến chào tạm biệt.